皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。はい、hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào bài số 22. Trong chủ đề là gì ạ? Đây là món ăn. Món ăn nào? Vợ nấu. Thì nó chuẩn cơm vợ nấu đúng không? Được chưa nhỉ? Vậy thì đây là món ăn thì ta nói gì ạ? Kore wa? Kore wa? Điều gì đấy? Đúng không? Kore, kore, kore wa điều gì? Bây giờ chúng ta chỉ thêm cái từ vợ nấu này. Đấy, vợ nấu. Tức là bạn thêm chữ vợ vào đây. Nấu và lần nấu là có động từ đây đúng không? Tsukuru đúng không? Tsukuru đúng không? Tsukutta đúng không? Được chưa nào? Vậy thì làm thế nào để nói được câu dài hơn nhỉ? Đấy, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đấy, mẫu câu, chúng ta sẽ có 4 mẫu câu này, bài này dễ lắm. Không có gì mới, chúng ta chỉ mẫu câu thôi. Đấy nhỉ? Thường mẫu câu ngày hôm nay người ta gọi là mệnh đề định ngữ. Tức là gì nhỉ? Thường sẽ có những động từ thể thường, thể ngắn này. Thể thường, thể ngắn này. Nó đứng trước danh từ. Đấy chưa? Đấy. Ngày trước chúng ta học ví dụ cô đeo cà vang để chẳng hạn. Cô đeo cà vang này. Nhưng mà cái cặp này nó thế nào? Cả cặp này ai mua, nó mua ở đâu? Đúng không? Đấy chưa nhỉ? Thì có động từ mua ở trong đấy. Hay là cái cặp này ai cho thì có động từ nhận được cho đúng không? Hay là cái này mượn của ai? Đấy chưa nào? Thì có động từ trong đấy cũng được. Đấy chưa nào? Những cái mẫu câu này đơn giản thế thôi, danh từ này. Ok, chúng ta đi vào từng câu mẫu câu một. Thứ nhất về mẫu câu gì nữa? Đầu tiên là gì nhỉ? Kore wa động từ thể thường này, hay là thể ngắn này, trong danh từ này được chưa? Ngày xưa chúng ta học gì nhỉ? Kore wa kaban desu. Là gì? Đây là cái cặp, được chưa? Bây giờ thì nhỉ? Sẽ có một người hỏi, hai người hỏi. Cái cặp này ai mua thế? Đá lê gá, cắt tà nốt. Được chưa? Ví dụ như là chán sẵn gá cắt tà. Được chưa nào? Chán sẵn gá cắt tà. Hoặc là gì? Người ta sẽ hỏi là gì? Đá lê ní mô nát tà nốt. Ai cho thế? Nhận từ ai đó? Hay là ai cho thế? Được chưa? Chán sẵn ní mô nát tà. Nô nô này học trong bài 20 của Thanh Đại rồi nhá. Ok? Chàng sẵn ní mô đạt tạ. Chàng sẵn ác cắt tạ. Vậy chúng ta sẽ làm một câu là gì nhỉ? Đây là cái cặp mà bạn Trang mua. Hay là đây là cái cặp mà gì nhỉ? Bạn Trang cho. Hay nhận từ Trang ấy. Được chưa? Cho nên nó một câu dài hơn như thế được nhé. Thì chúng ta sẽ có câu như thế này. Cô đây ạ. Trang sẵn ác cắt tạ. Cà bàng đấy. Được chưa? Cả cái chỗ này thì nó sẽ bổ nghĩa cho từ cà bàng. Được chưa nhỉ? Hay là chúng ta sẽ thêm mua ở đâu? Mua ở siêu thị chẳng hạn. Kore wa chan san ga supa de. Hoặc là cho supa de được không? Được, không có vấn đề gì cả. Được chưa? Chan san ga supa de katta kaban desu. Thế thì cái gì nhỉ? Đây là cái cặp mà bạn Trang đã mua ở siêu thị. Được chưa nào? Được chưa? Tiếp. Kore wa chan san ni moratta kaban desu. Đây là cái cặp mà bạn Trang đã cho tôi đúng không? Ví dụ thêm như vào ngày sinh nhật chẳng hạn. Tan du bi ni ngon chan san ni moratta kaban desu. Hiểu chưa? Nó gọi như thế này nhé. Ok. Đây là cái xe buýt đi đi gì đi đến ngã tư Sở chẳng hạn thì sẽ là gì nhỉ? Kore wa ngã tư Sở ni basu. Basu ứng với đây là cái xe mà đi đến á. Cô đều á đây. Đây là cái xe đi đến ngã tư Sở. Ngã tư sở ni iku. Ni iku. Basu desu. Ngã tư Sở e iku basu desu. Được không? Hiểu chưa? Dễ không? Dễ. Quá dễ. Nhưng mà làm sao là nói nhanh được siêu đó. Câu đầu tiên ですね. Kore wa kodomo ga yoku taberu okashi desu. Cái này dịch như thế nào? Đây là món. Đây là gì ạ? Đây là kẹo mà bọn trẻ thường hay ăn. Đúng rồi, đây là kẹo mà bọn trẻ thường hay ăn. Được chưa? Hay, ok, câu tiếp theo này. Trang thì đặt cho thầy một câu này. Đây là cà phê mà anh Dũng hay uống. Đây là hay ăn hay uống. Đây là cà phê mà anh Dũng hay uống. Kore wa Dũng sang ga yoku nomu kohi desu. Đúng rồi, chúng ta chỉ thay vào gì? Dũng sang ga yoku nomu kohi desu. Đúng không? Hay. Kore wa Dũng sang ga yoku nomu kohi desu. Được chưa nào? Phí đặt tiếp một câu là hôm qua đây là bức ảnh mà hôm qua tôi đã chụp với tổng thống Obama, hay là chụp với thầy Dũng đi. Chụp với thầy Dũng. Okay. Đây là bức ảnh mà hôm qua tôi đã chụp với thầy Dũng. Kore wa kikyo. Kino Dũng sensei ga chụp với thầy Dũng.
Dũng xe xe tốt. Tốt tạ. Tốt tạ xạ xin đế. Dũng xe xe tốt, tốt tạ xạ xin đế. Đúng rồi. Nhung đọc lại cái này. これは、ゾンセンセイ、ゾンセンセイと、撮った写真です。うん、ちょっと昨日の記憶だな。はい。これは昨日ゾンセンセイと撮った写真です。はい。で、次に言うと、この顔に出ないのは、これは昨日オバマ。オバマ大統領。大統領。あら、大統領。大統領。オバマ大統領。オバマ大統領。大統領の統、ね。統、オバマ。 Đây là gì đấy? Đây là cái này mà hôm qua tôi đã chụp với Tổng thống Obama. Thế chưa nào? Này, có lẽ thì nó của... Hay là bây giờ không còn là Tổng thống Obama nữa mà bây giờ sẽ là Tổng thống Trump. Trump sẽ đặt thành nhỉ? Trump đại tổng thống. Tổng thống Trump nhớ chưa? Hãy tôi làm phụ đại thôi được. Thế nào? Hãy. Ok, Thúy đặt cho cậu thêm câu này. Đây là hay là đó là đi. Đó là cuốn tạp chí mà phụ nữ thường hay đọc. Bọn đã thường ăn thường uống ngọc rồi đúng không? Hey. Thường hay đọc. Rồi,雑誌です。うん、よく読む雑誌です。 đúng không? Hai, これ là 雑誌です. それ là 雑誌です. Đó là tạp chí thì mình phải cho giữa nhỉ? Hai, mà các bạn nhớ cho mình nhá. Ai làm cái gì đó phải chọn từ gá ở giữa trong cái mẫu câu như thế này. Joseiga. Yomu. Yoku yomu 雑誌です. Được chưa? Hai. Dũng sensei ga tsukutta. Tức là Dũng sensei ga katta chan-san ga katta chan-san ga cái gì đó, ai làm cái gì đó. Nhưng mà tùy vào mẫu câu nhận được từ ai đó sẽ là ní nhớ chưa? Thấy cái còn hầu hết ai làm cái hành động này phải là ngáp động từ. Được chưa? Hay. Hay đọc tiếp theo của số 5 này. Trang đọc con này. Sore wa amari kikanai. Kore wa amari kikanai ongaku desu. Amari kikanai ongaku desu. Nghĩa là gì? Đó là bài. Đây là đây là bản nhạc. Bản nhạc. Tôi không nghe mấy ạ. Tôi không nghe mấy được chưa? Amari kikanai ongaku desu. Amari kikanai uta desu. Được chưa? Đây là bài hát mà tôi không hay nghe lắm. Được chưa? Amari kikanai. Được chưa nào? Hiểu chưa? Hay là thể nai nhớ chưa? Nó có thể chia nhiều dạng ra. Được chưa nào? Tiếp nào? Nhung nào? Nhung thì đặt trong một câu nữa nè. Đây là cái bánh ngọt mà mẹ tôi đã làm. Kore wa haha ga chukuta bánh ngọt là gì? Keki đấy. Chukuta keki desu. Đọc lại nè. Kore wa haha ga chukuta keki desu. Hai, kore wa haha ga chukuta keki desu. Được chưa? Hai. Hai ok, Trang đặt cho thầy một câu nào, một câu bài nào. Đây là món quà là gì nhỉ? Presento đúng không? Món quà người yêu đã cho tôi. Đúng không? Thì như thế nào? Kore wa koibito ni moratta presento desu. Đúng rồi, koibito ni moratta presento desu. Đúng không? Ngoài ra trong cái câu này có một từ nữa là gì? Kore wa này, bạn Trang nói câu này là koibito kara không biết được đúng không? Moratta presento desu. Ok, ở đây có từ Valentine là lễ tình nhân đúng không? Vào lễ tình nhân thì đúng không? Đây là món quà mà đã nhận được từ người yêu vào ngày lễ tình nhân, được chưa? Ok chưa nào? Nếu mà thành D này chúng ta sẽ thêm từ D nữa. D là ngày. Được chưa nào? Ok chưa? Hay. Tiếp theo vừa rồi chúng ta học thể là Kore wa desu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp là gì? Koko wa cái gì đó, được chưa? Địa điểm. Ở đây có thể là tokoro, người ta hay dùng tokoro này. Tokoro là gì đó? Đây là nơi. Tokoro là nơi đúng không? Học chưa? Nơi là đó, đây có động từ. Nơi mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Nơi là nơi gì nhỉ? Có thể hút được thuốc, đúng không? Nơi cắt tóc, có từ cắt tóc cũng đấy. Nơi nấu ăn, đây chưa? Có từ nấu ăn. Nơi để đi mua sắm, đúng không? Nơi để gặp gỡ, đúng không? Nơi để tổ chức cuộc họp, đúng không? Có các động từ trong đấy được. Hiểu chưa nhỉ? Rồi, chẳng hạn như trong mẫu câu này chúng ta sẽ có là gì đấy? Đây là nơi hút thuốc.
なるじゃん。ここはタバコを吸うところです。はい、吸うところです。うまい、うまい。ここはタバコを吸うところです。だよ。はい。ええ、うまい。はい、ここはタバコを吸うところです。じゃな。はい。ちゃんが câu tiếp theo này。đây là nơi đọc sách。あ、ここは本を読むところです。はい、ここは本を読むところです。じゃな。はい、これ。ここは本を読むところです。はい。Hay, tiếp theo này, Nhung sẽ cho thêm một câu này. Đó là nơi lần đầu tiên mà tôi gặp anh ấy, người yêu, gặp người yêu được. そこは初めて恋人に会うところです。うん、初めて恋人に会うところです。恋人の người yêu đúng không? Hoặc là 彼氏 được đúng không? Thế tuy nhiên ở đây thì nó là quá khứ rồi. 初めて đúng không? Thì sẽ là gì chưa nào? 会った đúng không? Hay. そこは初めて恋人に会ったところです。đúng không? Hay. Tiếp theo, Thúy đặt câu này. Đây là nơi mà bọn trẻ thường hay chơi. Cái mẫu này giống bên trên đấy. ここは子供に子供が遊ぶことです。遊ぶ cái gì? ところです。遊ぶところです。thiếu cái gì ở trong trang thể thiếu thiếu? Thường chơi ạ. Thường chơi thì là gì? よく遊ぶところです。よく遊ぶところです。đúng không? Trang nhớ lại câu này, không nhìn bảng. ここは子供がよく遊ぶところです。đúng rồi, はい。ここは子供がよく、đây là gì đó? Nhưng mà trên bảng sẽ hơi khác một tí đúng không? Đây là gì đây? Nơi mà tôi thường chơi với bọn trẻ. Chứ không phải là câu vừa nãy thầy nói đúng không? Câu vừa nãy thì các bạn đặt đúng rồi đấy. Đấy. Và bọn trẻ thường hay chơi thì ok rồi. Còn đây là câu là gì đấy? Nơi mà tôi thường chơi với bọn trẻ. Ok chưa? Hay. Hay, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Ví dụ này, ê sẵn ai đó Hito, đây là chữ Hito nhé chứ? Hito. Ai đó là ví dụ anh ấy, ví dụ hay là Trang là người đang đeo kính này. Thì có động từ đeo kính này, được chưa? Trang là người đang nói chuyện này, được chưa? Hay Trang là người đang đọc sách này, được chưa? Chúng ta sẽ nói câu này đó. Hay Trang sẵn what? Nani nani nha Hito desu. Được chưa nào? Hay. Hay. Ví dụ một câu này, anh Thái là người đang gọi điện. Thì nói như nào nhỉ? Nhung. Thái sẵn quá đến qua đến qua ô kakete iru kakete iru kakete iru hito desu. Đến qua ô kakete iru, được chưa? Đang làm cái gì? Vete iru, được chưa? Vete iru, đúng không? Hai. Thái sẵn quá đến qua ô kakete iru hito desu, được chưa nào? Hai. Vậy đang đáp án là gì nhỉ?読んでいる人です。đây đây không phải Nga mà không phải Hưng Việt Nam. Hưng sang á, xin vương ngốc dùng người thì được. Thế không? Hay. Chúng ta đến với những ví dụ tiếp theo này. Thì các bạn đặt cho mình nhá. Ví dụ có động từ là giúp đỡ là gì nhỉ? Tetsudaimasu. Tetsudaimasu. Đã giúp đỡ là gì? Tetsudatta. Đúng không? Hay. Giúp đỡ ai đó thì dùng động từ dùng trợ từ o nhá. Ví dụ giúp đỡ tôi và ta xíu Tetsudatta. Được chưa nào? Hay. Thế đặt câu là anh Thái là người thì nhỉ? Anh ấy là người đã giúp đỡ thì nhỉ? Giúp đỡ tôi ngày hôm qua. Trang à? Kare wa kino watashi o tetsudatta hito desu. Đúng rồi. Kare wa kino watashi o tetsudatta hito desu. Được chưa nào? Hay. Hay đấy. Kare wa trong này đây. Kare wa kino watashi no haha o tetsudatta hito desu. Được chưa nào? Nghĩa là gì đấy? Anh ấy là người giúp mẹ tôi ngày hôm qua. Ok. Đang mặc cái áo màu trắng. Siroi shatsu.
着ている。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 着ている
白いシャツを着ている人です。リンさんは白いシャツを着ている人です。レジナ。はい。ロモラジ。ロモラカブリ。あ、帽子をかぶる。かぶる。ガムをかぶっている。なかぶる、せなかぶってる、べべ、ちえ、どいじゅうだね、ぶるあいだい。じゃあ、はい、かぶっている、から、かぶっている、かぶっている、帽子をかぶっている、帽子をかぶっている。オッケー、anh nam là người đang đội mũ thì nói nào? Nam sang wa, bố xíu, cà bứt tê rự hito des. Hai, nam sang wa, bố xíu, cà bứt tê rự hito des. Được chưa? Hai, trên bảng chúng ta sẽ có một ví dụ. Thao sang, đấy. Thao sang wa, ô kì bố xíu, cà bứt tê rự hito des. Được chưa? Hai. Đúng Thảo là người đang cái đội mũ to kìa. Được chưa nào? Hai. Hai, ok. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đấy. Nó hơi ngược của phần này tí nữa thì nhỉ? Không phải là người làm gì đó mà chúng ta sẽ có một mẫu câu như thế này. Danh từ này, thể thường này, sau đó là một cái gì đó có thể là tính từ, có thể là danh từ hay là cái gì được chưa? Thầy trong này thầy sẽ đưa ra một ví dụ đó là tính từ kawaii này nhé. Ngày xưa chúng ta học là gì đấy? Chan-san no kawaii desu. Nghĩa là gì? Cái cặp trang dễ thương đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bỏ chữ từ no đi và chúng ta cho được từ đấy. Chẳng hạn như là chúng ta vừa nãy đặt câu là gì? Bạn Trang đã mua cặp đúng không? Bây giờ cái cặp mà bạn Trang mua thì dễ thương là như nào nhỉ? Trang sang ga katakaban wa kawaii desu. Kata đúng không? Hai, Trang sang ga katakaban wa kawaii desu. Được chưa nào? Hay bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu với ý nghĩa là gì nhỉ? Cái cặp mà bạn Trang cho đúng không? Ai đó cho mình sẽ dùng gì nhỉ? Morata thì trợ từ thế là ni morata đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Chan-san ni morata kaban wa kawaii desu. Được chưa? Ai là gì nhỉ? Ở đằng sau chúng ta thay một từ khác đi. Ví dụ đặt một câu hỏi đi. Được chưa? Hai, là gì đấy? Chan-san ga kaban wa dore desu ka? Dore là gì nhỉ? Cái nào đúng không? Chắc là katakaban wa dore desu ka? Có mấy cặp đầy đúng không? Rồi chúng ta sẽ đặt được câu này. Phải không nào? Hay. Ok chưa? Hay. Hay. Ví dụ như thế này. Hay. Ok. Ở đây là gì đấy? Đằng sau nó một danh từ hay là một tính từ gì đó đúng không? Cái này ngược cái câu vừa nãy. Đấy thế nào? Hay. Trang đọc nào. Ano megane o kakete iru hito wa Yamada-san desu. Nghĩa là gì đấy? Cái người mà đang đeo kính kia là anh Yamada. Đúng rồi, cái người mà đang đeo kính kia là anh Yamada. Đúng không? Hay, ok, ở đây có từ là ano là kia đúng không? Thêm chữ ano kia đấy. Hay. Hay, bây giờ câu số 2 này, chú ý đặt câu này đi. Người đang mặc áo đỏ kia là chị Hương. Ano akai satsu o kite iru hito wa Hương-san desu. Đúng rồi, akai satsu o kite iru. Đấy chứ nhỉ? Ta đang mặc áo đỏ đúng không? Kite iru hito wa Hương-san desu. Hay là trong câu này sẽ là gì? Ano akai fuku. Fuku là quần áo cũng được, đúng không? Hai, ano akai fuku o kite iru onna no ko, onna no hito wa Hương-san desu. Tức là cái người con gái mà đang mặc bộ quần áo màu đỏ kia là chị Hương. Đấy chứ nào? Hai. Đang ngủ thì là gì thế Nhung? Đang ngủ. Mê tê iru. Được chưa? Hai. Thì người đang ngủ kia là bạn anh. Mê tê iru hito wa anh san desu. Hai. Mê tê iru hito wa anh san desu. Được chưa nào? Vậy thì mê tê iru hito wa anh san desu. Được chưa nào? Hay. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một động từ, nó là động từ gì nhỉ? Sử dụng. Được chưa? Sử dụng máy, sử dụng động từ gì nhỉ? Chukai matsu kao đúng không? Chia sang để tên là gì? Chukatte iru. Được chưa? Chukatte matsu kate iru. Được chưa? Hay. Bây giờ chúng ta là người đang sử dụng máy tính ở đằng kia. Ở đằng kia là ai? Thì như nào chứ nhỉ? Asoko de pasokon o chukatte iru hito
誰ですか？人は誰ですか？じゃあ、はい、あそこでパソコンを使っている人は誰ですか？じゃあ、はい、きっと使っている人、すみません、捨てる人、うん、あ、ダンス、止めていいね。じゃあ、これ、何体で使う？使う。使っている。使っている人は、ね、誰ですか？じゃあ、はい、ハンコーナー、チャンス、ハンコーナー、ケノイ。Cái nơi mà bạn đang sống là ở đâu vậy? Hay là gì? Bạn, bỏ từ bạn đi. Cái nơi mà Nhung đang sống là ở đâu vậy? Nhung san wa sundeiru tokoro wa doko desu ka? Ở đây có hai từ khóa phải dùng trước. Sẽ là phải trợ từ ga đúng không? Nhung san ga sundeiru tokoro wa doko desu ka? Ok. Nhung san ga sundeiru tokoro wa doko desu ka? Được chưa nào? Hai. Nhung trả lời là gì nhỉ? 私が住んでいるところは月です。月です。là gì đấy? Nhung sống ở trên mặt trăng. Nhung sống. Nơi mà tôi đang sống thì đã mặt trăng đúng không? Nhung là chị Hằng đúng không? Ok. Được chưa nào? Hay là có một câu như này, các bạn đọc. Se no. 私が生まれたところは宇宙です。宇宙là gì?Vũ trụ, được chưa? Nơi mà tôi sinh ra là vũ trụ. Đấy nhỉ, nơi tôi sinh ra là vũ trụ. Ok chưa? Hay. Hay, ok. Bây giờ như thế này, Thúy. Thế nào là gì ạ? Đang làm ở đâu để chia động từ sang thể? Đang làm gì? Đang làm. Hay, Trang nào? Bây giờ đang làm việc thì nói như thế nào nhỉ? Hataraiteiru. Hataraiteiru, đúng không nào? Hay. Bây giờ Trang hỏi Thúy là gì nhỉ? Nơi làm việc của cậu ở đâu? Nói này à? Thúy Sang. Thúy Sang. Hataraiteiru tokoro wa doko desu ka? Đúng không? Hataraiteiru tokoro wa doko desu ka? Thêm chữ gì đó sang sang sao nhỉ? Ví dụ trong trường này đúng không? Yamada san ga hataraiteiru tokoro wa doko desu ka? Được chưa nào? Ok, được rồi. Bây giờ còn câu cuối cùng này. Nhung đọc này này. Hasimete go shujin ni atta tokoro wa doko desu ka? Cô này thì cái gì nhỉ? Lần đầu tiên nơi cái gì nơi mà lần đầu tiên gặp chồng chị gặp chồng là đâu vậy đúng không nào? Hajimete go shujin ni atta tokoro wa doko desu ka? Đây go shujin là chồng của chị đúng không? Chồng của đối phương thì người đó thì mình sẽ sử dụng là go shujin đấy nhé đúng không nào? Bây giờ các bạn đọc một câu này cho mình nhá, ok nhỉ? Cái đường trước cái đường trước nó đơn giản này chưa? Chưa thể tạ hay có cái thêm cái động từ vào thôi. Còn nó ghép hết này nó. Tokoro wa doko desu ka? Nơi lần đầu tiên mà anh học tiếng Nhật là ở đâu? Được chưa? Cho những cái đấy vào. Được chưa nào? Hay. Bây giờ các bạn đọc nhuần cái câu này cho mình. Tokoro wa doko desu ka? Se no. Tokoro wa doko desu ka? Tokoro wa doko desu ka? Tokoro wa doko desu ka? Se no. Tokoro wa doko desu ka? Se no. Tokoro wa doko desu ka? Thế thì Thúy cần câu nơi mà lần đầu tiên anh học tiếng Nhật là đâu vậy? Hasimete Nihongo o benkyou shita tokoro wa doko desu ka? Hasimete Nihongo benkyou shita tokoro wa doko desu ka? Được chưa? Hiểu mẫu này chưa? Có hai mẫu năm rồi, kore wa, bây giờ koko wa, được chưa nào? Tokoro wa, được nhé. Tiếp theo này, thằng vào tiếp theo này. Tiếp theo chúng ta sẽ học cách như thế. Ví dụ này, thể thường, động từ thể thường này cộng danh từ này, ố vá này, đây nhỉ? Rồi, chẳng hạn như thế này, ví dụ ngày trước chúng ta học những mẫu câu này, được chưa? Cái này là gì đây? Keiki o tabemashita là gì? Đã ăn bánh. Đã ăn bánh đúng không? Rồi, bây giờ cái bánh này nó như thế nào này? Bánh này ai mua này, được chưa? Bánh này ai cho này, được chưa? Thì chúng ta sẽ phải cho cái phần đấy vào cho trước cái bánh này, được chưa? Ai làm ra cái bánh này này? Được chưa nào? Ví dụ là tôi đã ăn cái bánh mà Trang mua thì nó nào? Trang sản xuất cắt là kê kiểu thật là kê kiểu thà đề được chưa? Còn nó sau này ví dụ kino chẳng hạn, thế là hôm qua đúng không? Kino đấy, được chưa? Hay là gì? Tôi đã ăn cái bánh mà mẹ nấu, mẹ làm hôm qua thì nó nào? Ha ha hôm qua mẹ làm nó như nào? Kino Haha ga chukutta keiki o tabemashita. Đúng rồi, kino haha ga chukutta keiki o tabemashita. Được chưa nào?
Hiểu chưa? Hãy. Đơn giản đúng không? Ở đây chúng ta sẽ mua là gì? Haha ga tsukutta keiki o taimashita. Hiểu chưa? Hãy. Tương tự này chúng ta có thể đặt một câu gì nhỉ? Tôi đã uống gì nhỉ? Uống cốc cà phê mà hôm qua thì thầy Dũng cho. Uống cà phê mà hôm qua thầy Dũng cho là thế nào? Kino, rồi, bây giờ sẽ vào những ví dụ này. Ví dụ này. À, Nhung nào nào? Watashi wa Tanaka-san ga kanozo ni ageta chocolate wa tabemashita. Chocolate o tabemashita. Hãy đi đây. Dịch đây, chúng tôi hóa lại tôi. Tôi. Tôi thế nào? Ăn hộp chocolate, hộp sô-cô-la mà anh Tanaka đã tặng cho tôi ạ. Gái. À tặng cho bạn gái. Tặng cho bạn gái anh ấy được chưa? Này. Nếu phải dịch này chủ ngữ tôi, nếu biết không có chủ ngữ thì phải hiểu là đây là tôi đấy chưa? Ok. Phải dịch từ dưới này trước nghe chưa? Hay. Ai đó ăn thì cái này nếu không có watashi thì là tôi đã ăn cái bánh sô cô la. Sô cô la là thế nào thì bây giờ chúng ta chỉ dịch chỗ này thôi. Anh Tanaka đã tặng cho bạn gái anh ấy. Thấy chưa? Hay. Hay. Ok, chẳng hạn như câu này. Nào. Thúy nào đọc. Watashi ga yêu câu từ ba o cái tên của sai nghĩa là gì đây? Hãy viết những từ vựng mà tôi đã nói. À tôi đã nói sẽ nói sẽ nói thế chưa thế này nhá. Đây ví dụ mình đã thêm từ imakara watashi ga yêu câu từ ba o cái tên của sai được chưa? Hay ok bây giờ ta sẽ chuyển sang một cái tên này. Nhung nào. Chuyên no ue ni aru hon o misete kudasai. Gì? Misete là gì hả? Hãy cho tôi xem cái quyển sách nằm ở trên bàn. Hay, đúng rồi, hãy cho tôi xem cuốn sách nằm ở trên bàn. Aru desu ne. Có ở nằm ở desu ne. Hay, thế này nào. Cha nào. Watashi wa sports o suru onna no hito wa suki desu. Onna no hito wa suki desu. Không phải là onna mà là gá cái gì cả. Sao là tính từ đúng nào? Hay. Nghĩa là gì đấy? Tôi thích cái người phụ nữ mà chơi thể thao ạ. Này, tôi thích người phụ nữ mà chơi thể thao, được chưa? Sports o suru. Suru onna. Mình thường ta chỉ học cái này thôi đúng không? Onna no hito wa suki desu. Nhưng mà người bạn gái thì thế nào? Sports o suru. Đơn giản thế thôi đúng không? Sports o suru. Tiếp theo này. Gohan o takusan taberu otoko no hito ga suki desu. Cái gì? Tôi thích cái người con trai mà ăn nhiều ăn nhiều gì ăn nhiều cơm đúng không? Rồi tôi thích cái người con trai nào mà ăn nhiều cơm đấy chưa? Ok ăn nhiều cái gì đó hoặc là bỏ cơm đi chứ ta sang ta biết được cũng được đấy chưa? Hay tiếp yoku benkyō suru otoko no hito ga kirai desu. Nghe gì đây? Tôi ghét thằng con trai nào mà học chăm học giỏi ghét thằng nào thằng con trai nào mà chăm học đúng không? Yoku benkyō suru đúng không? Tiếp Watashi wa eki kara chikai ie ga hoshii desu. Hoshii desu. Ở đây có một câu là gì nhỉ? Kara chikai này. Gần đó đó thì sẽ phải dùng từ kara nhỉ? Nhà em gần nhà ga nhỉ? Watashi no ie wa eki kara chikai desu. Được chưa? Hai. Bây giờ eki kara chikai ie là gì đấy? Những cái nhà nào mà gần ga. Tôi thích. Tôi muốn đúng không? Hoshii desu. Tôi muốn những ngôi nhà gần ga. Được chưa nào? Hay. Watashi wa yasukute benri na pasukon ga hoshii desu. Benri na pasukon ga hoshii desu. Tôi muốn có một cái máy tính vừa tiện lợi vừa rẻ. Tôi muốn một cái máy tính rẻ và tiện lợi. Được chưa nào? Hay. Hay, bây giờ chuyển sang phần cuối cùng rồi nhé. Phần cuối cùng là gì đây? Ở đây có mấy phần mình sẽ ghi đây. Zikan là gì? Thời gian ạ. Đây là yakusoku. Yakusoku là gì? Hẹn đúng không? Đây là gì nào? Yōji. Yōji. Yōji là việc bận. Ở đây các bạn biết rồi đúng không? Okane. Okane. Được chưa? Ấn sau nó sẽ là gì? Okane ga aru, okane ga nai. Tức là gì đấy? Okane ga aru là gì?
có tiền ạ. Có tiền. 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 Có việc bận đúng không? Yêu gì cả này không có việc. Yak suk gà được là gì? Có hẹn đó. Có cái hẹn đúng không? Dì cả gà được là gì? Có thời gian. Có thời gian. Có thời gian. Dì cả gà này? Không có thời gian. Có thời gian. Những câu này chúng ta sẽ nói là gì? Ví dụ đằng trước nó sẽ cho lòng từ viết. Em không có thời gian để học. Em không có thời gian để đi chơi. À. Đấy chưa? Hãy. Em không có tiền để mua cái gì đó. Mà em có tiền để mua cái gì đó. Những câu này nói rất là nhiều đấy chưa? Ok. Hãy. Có cuộc hẹn với ai đó đúng không? Có cuộc hẹn để gặp ai đó, đấy nhỉ? Có cuộc hẹn đi chơi với ai đó, đấy nhá. Rồi chúng ta sẽ nói như thế này, thế nhỉ? Ví dụ như này, ô can này thì là không có tiền, bây giờ chúng ta đặt câu là không có tiền để mua ô tô đấy nào? Kuruma o kai o kane ga nai o kane. Chia về gốc cũng thể thường đúng không? Rồi kau o kane ga nai, kuruma o kau o kane ga nai. Được chưa? Hay là không có thời gian là gì nhỉ? Vì cả ngày nay không có thời gian để học. Bên kia sư gì cả ngày nay. Không có thời gian để đi chơi. Asobu gì cả ngày nay. Đấy, câu này nói rất là nhiều nhé, nên là nên là thường xuyên nhé, nó rất là thực dụng. Chẳng hạn như câu này nào, đọc nào. Watashi wa Chugoku o benkyou suru jikan ga arimasen. Chẳng hạn bây giờ mình đang học tiếng Nhật rồi đúng không? Ai đó bảo mình học tiếng Trung hay học tiếng Trung thì mình sẽ nói là tôi không có thời gian để học tiếng Trung đâu. Ok? Hai. Chugoku o benkyou suru jikan ga arimasen. Như nào? Hai. Tiếp. Watashi wa. Nào. Chàng nào? Watashi wa neru jikan ga arimasen. Cái câu này mình hay nói đúng không? Hai. Mình chẳng có thời gian ngủ. Đúng không? Đấy, không có hay là chẳng có thì đúng không? Thì người ta sẽ nói được. Nên là shikan ga arimasen. Rồi, tiếp. Watashi wa kōpan tomodachi ni au jakusoku ga arimasu. Hai, nhưng dịch lại câu này thế nào? Tôi có cuộc hẹn với bạn tối nay ạ. Tôi có cuộc hẹn gặp bạn tối nay đúng không nào? Dịch dưới là nhìn kỹ là nó là cái gì nhé chưa? Ok. Nào chan không? Kanozo to eiga o mite ni iku yakusoku ga arimasu. Mini iku. Mini iku yakusoku ga arimasu. Nghĩa là gì đấy? Tôi có hẹn đi xem phim với bạn gái ạ. Đúng rồi, tôi có hẹn đi xem phim, thấy chưa? Hai. Ê gọi mini iku. Đi xem phim với bạn gái, thấy chưa nào? Hai. Tiếp nào. Tomodachi no hikoshi o tetsudau joji ga arimasu. Gì cả gì đấy? Tôi có việc bận. あ、ずっと、バン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 
mất thì mình đánh mất nhá, nên dùng động từ này để chưa? Tôi đánh mất ví nên là tôi không có tiền ăn cơm trưa. Không có tiền để ăn cơm trưa. Thế nào? Nghèo luôn. Không lấy tiền. Hay ok, vậy là chúng ta đã học xong bài số 22 rồi đúng không nào? Hay. Và tôi mới tổng hợp rất là dễ đúng không? Hay chúng ta xem lại một bài của Trung Quốc Pháp này. Được, đây là cái gì? Đây là gì đấy? Cái cặp đó thế nào thì chúng ta thêm được từ vào thôi được nhá. Ok. Tiếp theo, số 2 là gì? Người đang làm gì đó là ai đó, được chưa? Hay. Tiếp theo phần số 3 là gì đây? Thì đây, thầy Master là gì đây? Tôi đã ăn cái bánh đó thế nào? Chúng ta thêm phần động từ vào đây. Được chưa? Nhớ là ai đó làm cái động từ này, nhớ chưa? Chưa? Nếu mà mô lai mát thì sẽ là ní được không? Gặp ai đó thì sẽ là ní nhớ chưa? Nhớ chưa? Tùy vào cái động từ, nhớ chưa? Mà chúng ta phải xem trợ từ nó đây là gì, đơn giản thế thôi. Ok chưa? Tiếp cuối cùng là gì đây? Đây là gì càng? Không có thời gian để đi chơi, được chưa nào? Không có tiền để làm gì đúng không? Có việc bận gì đó, được chưa nào? Bạn này dễ hiểu hay là khó hiểu? Dễ hiểu. Tuy nhiên gì nhỉ? Cái quan trọng của chúng ta gì nhỉ? Chưa chia được động từ nó nhanh nên là nhỉ? Đặt nó hơi khó một tí, nên là các bạn về chia được từ thật là nhiều ấy, nói chảy ngắn thật là nhiều rồi, nhớ chưa? Nó sẽ quen thì khi đó chúng ta sẽ nói được một câu nó dài dài này, rất là hay, đúng không? Đây là cái bánh Trang mua đấy, Trang mua hôm qua đấy, đúng không? Ok chưa?
今日の授業はここで終わります。はい、皆さん、今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい。皆さん、ありがとうございました。だねー。